Có lẽ trong lịch sử Việt Nam chưa có một trường hợp nào gây lú lẫn như câu chuyện ngày 30 tháng 4 trên nóc Dinh Độc Lập. Vào thời khắc lịch sử ấy, ai trong chúng ta cũng đều biết rằng người đầu tiên cầm lá cờ chiến thắng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 là Đại tá Bùi Quang Thận, sinh năm 1948, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, của lữ đoàn 203 tăng thiết giáp. Tuy nhiên, người lao lên tầng 2 Dinh Độc Lập ra ban công phất cao lá cờ chiến thắng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, làm tín hiệu cho bộ đội ta tiếp tục tiến vào Dinh Độc Lập mà mọi người đều nghĩ đó cũng chính là đồng chí Thận, thực ra là một người khác. Vậy người đã phất cờ trên dinh thực tế là ai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Giây phút lịch sử huy hoàng của dân tộc, chiếc xe tăng đâm đổ cánh cửa Dinh Độc Lập. Năm 1973, để chuẩn bị cho giờ phút lịch sử huy hoàng ấy, một tấm bản đồ chiến lược về Dinh Độc Lập đã được bí mật vẽ lại bởi một chiến sĩ. Đó chính là cựu chiến binh Phạm Duy Đô, cũng chính là người chiến sĩ năm nào cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay, mừng chiến thắng ở Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đối với cựu chiến binh Phạm Duy Đô, đó là điều khiến ông day dứt nhất mỗi khi đến dịp kỷ niệm tháng 4 lịch sử. Từ một thanh niên cao 1m7 lúc nhập ngũ, được chọn vào lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, do vết thương chiến tranh, lại ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, giờ dáng người ông nhỏ thó, lưng hơi khòm, nhưng nụ cười và ánh mắt vẫn sáng ngời. Ông Phạm Duy Đô khi ấy là một chiến sĩ trẻ mới 24 tuổi, được cấp trên giao nhiệm vụ. Ông cải trang thành lính ngụy, trà trộn vào lực lượng của quân địch, âm thầm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ. Ông cho biết, ban ngày, tôi cứ đi vòng quanh Dinh Độc Lập, vừa đi vừa đếm bước chân. Gặp lính của nó thì có khi phải mời điếu thuốc, thậm chí là mời đi nhậu nữa. Xong rồi đi đến đâu phải quan sát, phải nhớ lấy xem nó bố trí lực lượng, chòi canh ở đâu, thế nào. Cứ điểm Quang Trung, cứ điểm Thủ Đức, rồi cứ điểm Đại sứ quán của địch. Phải nhớ để vẽ lại hết. Ngày thứ 16 trong nhiệm vụ trinh sát, ông hoàn thành tấm bản đồ. Tấm bản đồ là tài liệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giải phóng miền Nam năm 1975. 16 ngày nằm vùng, từng nét bút được ông vẽ nên trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Cái đèn pin dọi bé tí ti như thế này rồi vẽ, người bên cạnh ngủ cũng không biết. Phải đợi người ta ngủ rồi tôi mới vẽ. Hôm nay vẽ chưa xong thì gấp lại cất đi dưới gầm giường, gầm bàn. Bí mật hơn nữa thì gấp lại giấu cả trong quần lót, mà quần lót ngày ấy giống như cái quần salon, có cái túi nhỏ, phải bí mật đến mức như thế. 2 năm sau, cuộc tổng tấn công giải phóng miền Nam bắt đầu. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Miền, Trung đoàn 116 đặc công, gồm 250 chiến sĩ đặc công bộ và nước, nhận nhiệm vụ đánh chiếm, chốt giữ cầu Đồng Na trên hướng xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Theo kết quả điều nghiên của trinh sát báo về, tại khu vực cầu, địch bố trí 4 quả bom tấn, đề phòng trường hợp cấp thiết sẽ lập tức kích nổ, phá tan đường tiến của binh đoàn xe tăng quân ta. Chính vì vậy, khi được lệnh giữ cầu, địch vô cùng cảnh giác với lực lượng đặc công nước của quân giải phóng. Chúng liên tục pha đèn, kiểm soát mặt sông. Thấy động tĩnh và nghi ngờ chỗ nào là lập tức nã đạn xối xả. Trước yêu cầu nhiệm vụ của trên và căn cứ tình hình thực tế, Đại đội trưởng Phạm Duy Đô xác định bằng mọi giá phải chiếm, giữ được cầu, chờ quân ta từ các mũi tiến công vào giải phóng Sài Gòn. Anh đã cùng 2 chiến sĩ của Đại đội 1 mang theo bộc phá, bí mật bơi qua sông phá trạm điện của địch với mục tiêu cắt đứt kíp nổ xa của 4 tấn bom đang ém ở khu vực cầu. Một mũi khác cũng bí mật xuôi theo dòng nước đột nhập lên cầu. Cùng là lính đặc công, lực lượng tinh nhuệ có tài xuất quỷ nhập thần khiến quân địch nhiều phen kinh hoàng. Nhưng các chiến sĩ đặc công bộ thường rất phục những đồng đội phải tác chiến trong lòng nước giữa vòng vây lưới điện giằng mắc, trong khi cánh người nhái đặc công lại nể đồng đội trên cạn vì nghĩ mình còn được sông nước che chở, còn các cậu ấy cứ phơi mình trên bộ dễ trở thành mục tiêu của địch. Rạng sáng 28 tháng 4 năm 1975, 3 chiến sĩ đặc công nước mang theo súng cùng gần 100kg bộc phá, đặt lên chiếc phao buộc vào lưng, cùng nhau xuống nước, bí mật bơi sang đầu cầu bên kia. 3 người nhái của Đại đội 1, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 116 đặc công, lặng lẽ vượt hơn 1km, không để lại động tĩnh gì, khiến địch chẳng mảy may nghi ngờ. Lên tới bờ, mỗi người với hơn 30kg bộc phá, chia nhau ra các hướng phá thành công trạm điện trong sự ngỡ ngàng tột độ của địch. Kế hoạch sẵn sàng kích nổ phá cầu thất bại, địch điên cuồng pháo kích về phía 3 chiến sĩ đặc công. 2 đồng đội đi cùng Đại đội trưởng Phạm Duy Đô, anh dũng hy sinh, chỉ còn mình anh may mắn thoát khỏi làn pháo truy kích dồn dập của địch. Đêm 29 tháng 4 năm 1975,
xe tăng của Lữ đoàn 203 thuộc quân đoàn 2 đã đến cầu Đồng Nai. Trong khi bộ binh chưa theo kịp tốc độ hành tiến ấy, nên trung đoàn 116 để lại một tiểu đoàn đặc công nước giữ cầu, còn lại tổ chức lực lượng theo xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đến hơn 11 giờ trưa 30 tháng 4 năm 1975, đoàn tăng của Lữ đoàn 203 hùng dũng tiến vào Dinh Độc Lập. Vì là người nắm rõ địa bàn chiến lược của địch, nên ông lại trực tiếp được giao nhiệm vụ dẫn đường cho lực lượng của ta tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập. Trong số này, hai chiếc xe tăng số hiệu 390 và 843, đại đội 4, tiểu đoàn 1 tới Dinh Độc Lập đầu tiên. Và đại đội trưởng Bùi Quang Thận, trưởng xe tăng 843, đã tháo lá cờ trên tháp pháo để lên nóc Dinh Độc Lập cắm cờ chiến thắng. Ngay sau đó, đại đội 1 đặc công của Trung úy Phạm Duy Đô cũng vào đến nơi. Khi tiến vào Dinh Độc Lập, Phạm Duy Đô và Phạm Huy Nghệ cùng cầm cờ chạy lên ban công tầng 2, đứng phất hồi lâu để báo hiệu an toàn cho quân ta tiến vào. Ngay sau đó, lá cờ của đại đội trưởng Bùi Quang Thận tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổ đặc công lại chạy xuống các tầng lục soát từng phòng. Khi phát hiện nội các Ngụy Quyền đang có mặt tại tầng cuối của tòa nhà, ông Đô cùng các chiến sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, giúp cho quá trình bàn giao chính quyền được thực hiện an toàn. Cũng là hình ảnh người chiến sĩ Thái Bình phất cao ngọn cờ chiến thắng trong ngày giải phóng. Chúng tôi tìm về nhà cựu chiến binh Phạm Văn Lai, xã Tự Tân, Vũ Thư. Khi biết chúng tôi đến để hỏi về câu chuyện phất cờ trên tháp nước của trại Davis trong ngày đại thắng, ông Hồ Hời kể. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, theo quy định, đầu tháng 2 năm 1973, hai phái đoàn quân sự của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mặt tại trại Davis trong sân bay Tân Sơn Nhất và có nhiệm vụ phối hợp hành động bảo đảm thi hành những điều khoản về quân sự của Hiệp định Paris. Trại được ví như một căn cứ lõm giữa xào huyệt đối phương, một trận địa cách mạng công khai trong lòng địch. Chúng tôi đã có 823 ngày đêm đấu tranh trực diện, đòi hỏi anh em chiến sĩ phải hết sức khôn khéo bởi quân địch luôn tìm đủ mọi cách để phá vỡ hiệp định. Chúng cho người cài cắm máy nghe lén, dụ dỗ các chiến sĩ, tìm đủ mọi cách để moi móc thông tin của ta. Bên cạnh việc phải bảo đảm bí mật thông tin, chúng tôi còn phải tham gia đào hầm bí mật, chuẩn bị mọi phương án, kế hoạch chiến đấu khi thời khắc lịch sử nổ ra. Nhớ lại thời khắc treo lá cờ trên tháp nước của trại Davis, ông Lai cho biết, khoảng 8 giờ sáng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cho gọi tôi lên, giao nhiệm vụ lấy lá cờ to nhất, mang cho vệ binh cắm lên tháp nước. Tôi vào kho lấy lá cờ, nhưng khi cầm đến đơn vị vệ binh, thì các đồng chí đã đi làm nhiệm vụ khác. Trong tình thế cấp bách, tôi không còn thời gian để suy nghĩ, mà quyết định mình tự leo lên để cắm cờ. Tôi gọi thêm một đồng chí để cùng tôi leo lên cắm cờ trên nắp của tháp nước trại Davis. Chúng tôi lao qua làn bom đạn, tiến lên tháp nước cao chót vót và hoàn thành nhiệm vụ lúc 9 giờ 30 phút sáng 30 tháng 4 năm 1975. Lá cờ rất to và nặng, lại bị sức gió quật ghê gớm, nhưng tôi vẫn quyết tâm bám chặt lấy cán cờ, kể cả địch có phát hiện và bắn tôi, thì tôi cũng quyết tử bên lá cờ Tổ quốc. Rất may, nhờ có lá cờ đó, quân giải phóng kịp thời xác định đúng phương hướng, tiến quân giải phóng toàn bộ trại Davis, chúng tôi được an toàn. Một sự trùng hợp diệu kỳ khi hình ảnh lá cờ chiến thắng thiêng liêng lại gắn liền với những con người Thái Bình trong ngày đại thắng. Giờ đây, những cựu chiến binh như ông Thận, ông Lai, ông Đô, người đã mất, người đã ở tuổi thất thập, nhưng khi trở về quê hương, họ đều sống đúng với phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ. Có người đáng lẽ đã được phong anh hùng từ lâu, nhưng tự xin rút vì muốn dành vinh quang cho những đồng đội đã hy sinh. Họ sống vui vẻ, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương, được nhân dân yêu quý và kính trọng. Sau ngày giải phóng, Phạm Duy Đô được cử về tiếp quản quận Thủ Đức làm công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Sau đó, ông đã xin giải ngũ vào năm 1983. Trải qua nhiều trận đánh ác liệt, lập nhiều chiến công và được tặng rất nhiều phần thưởng cao quý như hai huân chương chiến công hạng 2, huân chương chiến công hạng nhất, dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt cơ giới, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 2, 3. Thượng úy Phạm Duy Đô, ông Đô được phong thượng úy năm 1976, đã góp phần không nhỏ trong những trang sử vẻ vang của binh chủng đặc công nói riêng, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Về quê, ông cùng vợ cũng là bộ đội giải ngũ trở lại cuộc sống nông nghiệp và sinh con, có cháu. Thế nhưng, chiến thắng nào cũng phải trả giá, vóc dáng cao to lực lưỡng của người chiến sĩ năm nào này như đã cò lại. Ông trở thành một người gù nhỏ bé, không có nhiều sức khỏe bởi những cơn đau hành hạ khi trái nắng trở trời. Không những thế, con và cháu nội của ông Đô đã nhiễm di chứng chất độc hóa học do cuộc chiến tàn khốc để lại. Cuộc sống vất vả với trợ cấp thương binh hạng 2/4 và tiền trợ cấp chất độc hóa học được lĩnh từ năm 2012 ít ỏi, nhưng vợ chồng ông Đô không lấy thế làm phiền lòng.
họ vẫn kể cho con cháu, hàng xóm nghe những chiến công năm xưa về vinh dự khi được làm người lính bộ đội Cụ Hồ, vì ý chí cuột khởi của những năm tháng hào hùng toàn dân tộc. Khi nhắc đến sự đãi ngộ, ông Đô chỉ cười hiền, bởi khi khoác áo lính, mong ước duy nhất của ông chính là ngày quê hương giải phóng, đất nước thành bình. Trong tâm thức của người cựu chiến binh đặc công, anh dũng năm xưa, giờ chỉ có một mong muốn tột đỉnh. Tôi chỉ ước đồng đội còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường năm xưa sẽ được đoàn tụ với người thân trong một ngày gần đây. Ông Đô nghẹn giọng. Nói như người chú ruột của ông Đô, một thương binh hạng 1/4, thì gia đình của ông có 8 người đi bộ đội, một là liệt sĩ và hai là thương binh nặng. Và đại gia đình của họ đã mãn nguyện vì đã làm tròn nghĩa vụ với Đảng, với nhân dân. Để tìm hiểu rõ hơn khoảnh khắc vào dinh độc lập, tôi đã có dịp hỏi chuyện ông Ngô Sĩ Nguyên, cựu pháo thủ số 1 xe tăng 390, xe tăng đầu tiên tiến vào dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Nguyên cho biết, trong quá trình tới dinh độc lập, xe tăng 843 do đại đội trưởng Bùi Quang Thận là trưởng xe và xe tăng 390 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn là trưởng xe, đại đội phó Lê Văn Phượng ngồi cùng xe là hai xe dẫn đầu. Tới gần dinh độc lập, các thành viên kíp xe tăng 390 thấy xe tăng 843 đang mắc ở cổng phụ bên trái dinh. Trước tình thế khẩn trương, khi được đồng đội hỏi ý kiến, trưởng xe 390 Vũ Đăng Toàn đã hạ lệnh cho xe tiến thẳng vào. Lái xe Nguyễn Văn Tập lập tức tăng tốc để xe tăng 390 lao tới, húc văng hai cánh cửa cổng chính dinh độc lập rồi băng qua thảm cỏ để tới trước dinh. Lúc này, xe tăng 843 vẫn mắc ở cổng phụ nên đại đội trưởng Bùi Quang Thận quyết định ra ngoài, cầm theo lá cờ cắm trên tháp pháo và chạy bộ vào dinh. Thấy vậy, anh Toàn vội xách khẩu AK và xuống xe để bảo vệ anh Thận. Sau đó, tôi cũng xuống xe vào trong dinh. Lúc này anh Thận đã lên nóc dinh độc lập để cắm cờ. Tôi cùng với anh Toàn dồn nội các của Tổng thống Dương Văn Minh vào một chỗ, rồi ra gác cửa chờ bộ đội ta vào. Cựu pháo thủ Ngô Sĩ Nguyên cho biết, lá cờ mà đại đội trưởng Bùi Quang Thận lấy ở xe không phải cờ được chuẩn bị trước để cắm tại dinh độc lập. Kể về lá cờ này, đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt cho biết, ngày 19 tháng 3 năm 1975, khi đại đội 4 đang đóng quân tại A Lưới, Thừa Thiên Huế, nhận được lệnh lên đường. Trước khi xuất phát, mỗi xe tăng của đại đội đều được cấp một lá cờ giải phóng, kích thước 60x90cm, may bằng vải phin thông dụng. Mục đích của việc phát cờ nhằm phân định rõ đây là xe tăng của quân đội giải phóng để các đơn vị của ta dễ nhận và tránh bắn nhầm nhau. Ngoài ra, mỗi khi xe tăng di chuyển, lá cờ trên tháp pháo thường bay phần phật, càng làm cho việc xung trận khí thế hơn. Với ý nghĩa đó, nên từ lúc xuất quân vào ngày 20 tháng 3 năm 1975 cho đến trận đánh cuối cùng để vào dinh độc lập, lá cờ trên tháp pháo xe tăng của đại đội 4 chưa lúc nào hạ xuống. Trở lại câu chuyện, khi xe tăng 390 và 843 đến đường dinh độc lập, thì nhiệm vụ quan trọng của người lính trong thời điểm đó là cắm cờ. Lúc đó, do không có cờ được chuẩn bị sẵn, nên đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã tháo lá cờ trên tháp pháo xuống để vào dinh. Lá cờ trận mạc này tuy không to, nhưng đã đồng hành cùng xe hàng ngàn cây số, trải qua nhiều trận đánh, nên là một biểu tượng rất có ý nghĩa ở thời khắc lịch sử này khi được cắm tại dinh độc lập. Lúc lên tới nóc dinh để cắm được cờ, Bùi Quang Thận phải hạ lá cờ ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa xuống. Lá cờ này to, vài dây nên khá mất thời gian đại đội trưởng Bùi Quang Thận mới hạ được cờ. Trước khi kéo cờ của ta lên nóc dinh độc lập, vì muốn lưu lại khoảnh khắc này, anh đã ghi vào góc cờ: Bùi Quang Thận, 11h30 ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi kéo cờ xong, đại đội trưởng Bùi Quang Thận cuộn lá cờ ba sọc lại, cầm theo và đi xuống sân dinh độc lập. Lúc này, bộ đội ta đã vào dinh rất đông, nhiều lá cờ chiến thắng được phất lên và cắm ở một vài nơi. Thấy Bùi Quang Thận, một số phóng viên đã tới chụp ảnh, trong khi tay anh vẫn cầm theo chiến lợi phẩm là lá cờ ba sọc được cuộn tròn. Sau này khi cần tìm hiểu xem ai là người đã cắm cờ trên nóc dinh độc lập, lá cờ ba sọc mà đại đội trưởng Bùi Quang Thận cầm theo là minh chứng quan trọng để xác định việc này. Lá cờ ba sọc mà đại đội trưởng Bùi Quang Thận còn giữ có vết rách, và vết rách này hoàn toàn khớp với diềm cờ còn sót lại trên sợi dây kéo cờ tại nóc dinh độc lập. Đây là bằng chứng thuyết phục để xác định đại đội trưởng Bùi Quang Thận là người đầu tiên đã cắm cờ tại dinh độc lập. Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt cho biết, đặc biệt lá cờ lịch sử do đồng chí Bùi Quang Thận cắm lên lại không phải là lá cờ được tổ chức chuẩn bị theo kế hoạch trước đó. Chính Bùi Quang Thận cũng không thể ngờ được mình là người được vinh dự cắm lá cờ thiêng liêng ấy lên dinh độc lập bằng hai bàn tay không. Trong thời khắc hào hùng trưa ngày 30 tháng 4 1975, người được lịch sử lựa chọn để cắm cờ trên nóc dinh độc lập lại là Bùi Quang Thận, đại đội trưởng đại đội XT4 thuộc lữ đoàn 203 cùng lá cờ giải phóng nhỏ bé đã bạc phếch và sờn rách bởi sương gió trong thời gian kháng chiến và bom đạn.
đó chính là lá cờ hiệu cắm trên chiếc xe tăng 390. Lá cờ đó đã cùng chiếc xe tăng của anh trải qua bao trận đánh, rong ruổi hàng nghìn cây số dọc chiều dài đất nước, nền đá bạc màu, lỗ chỗ vết đạn, nhuốm đỏ bụi đường và dính đầy dầu mỡ lính tăng. Bùi Quang Thận quay lại bảo lái xe Lữ Văn Hóa, pháo thủ Thái Bá Minh: "Các cậu ở lại, mình vào dinh nhớ. Nếu không thấy mình quay ra, cũng không thấy lá cờ này nhô lên, thì tức là mình đã chết ở trong dinh rồi." Thực tình, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho việc cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập này. Đơn vị được chọn làm công việc cuối cùng của cuộc kháng chiến cứu nước ấy là một đơn vị anh hùng. Nhưng rồi chiếc xe tăng chở lá cờ lớn được chuẩn bị rất kỹ ấy lại đi lạc, rồi lại phải đánh nhau rất dữ dội ở mãi ngoài dinh. Và rồi lịch sử đã thay người cắm cờ ấy bằng anh lính nông dân Thái Bình Bùi Quang Thận. Mọi việc anh Thận làm đều rất giản dị. Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử, Bùi Quang Thận bảo: "Vì muốn lưu lại mãi mốc thời gian trọng đại ấy, nên khi kéo lá cờ trận mạc lên được nửa chừng, anh đã hạ xuống và cẩn thận ghi tên mình và thời gian kéo cờ vào một góc." Bùi Quang Thận, 11:30, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi hạ lá cờ ba sọc từ nóc dình xuống, Bùi Quang Thận đã định vứt đi, nhưng thấy lá cờ to gấp đôi chiếc chiếu, được may bằng hai lớp sa tanh dày dặn. Sờ vào cứ mát rượi cả tay, bất chợt nhớ lại những trận xô xét run người trong những tháng mùa mưa trên núi rừng Á Lưới. Anh nghĩ hay là giữ lá cờ lại để làm chăn. Nếu không ở bộ đội nữa thì đem về nhà trông rét cũng tốt. Chính nhờ quyết định này mà về sau, khi cần xác định ai là người cắm cờ ở dinh Độc Lập, lá cờ ba sọc mà Bùi Quang Thận còn giữ với vết rách hoàn toàn khớp với cái diềm cờ còn sót lại trên sợi dây kéo cờ là bằng chứng thuyết phục để tên tuổi của anh được ghi vào lịch sử. Anh Bùi Quang Thận khi nghỉ hưu là đại tá, chủ nhiệm tăng thiết giáp quân đoàn 2. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập lúc anh đã qua đời trước đó 2 năm. Còn lá cờ trận mạc của chiếc xe tăng 843 cùng với chiếc chăn hụt cũng đã nằm yên trong tủ kính bảo tàng. Và đồng chí Bùi Quang Thận đã ở cõi thường nhớ, nhưng câu chuyện về anh và những lá cờ dường như không bao giờ cũ. Dân tộc ta vẫn luôn mãi tự hào về một thế hệ cha anh như anh đã viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam.